mọi người đã trở lại video mới của mình. Mình với bạn trai của mình đang đi tới khu Chinatown ở Singapore. Bây giờ mình đang đi vô để mình quay nhiều cảnh cho mọi người xem. Hiện tại tụi mình đang ở khu Chinatown. Khu Chinatown náo nhiệt. Ở khu Chinatown thì bán nhiều quà lưu niệm với lại nhiều món ăn địa phương rất là đặc sắc của người Trung Hoa. Thì giữa người Singapore và người Trung Quốc, người Đài Loan thì nói chung là cũng có vài điểm giống nhau na ná. Nhưng người Singapore thì sống trên một cái quốc đảo sư tử nhỏ, cho nên văn hóa của họ cao hơn một tí. Với lại ngôn ngữ ngoài tiếng Hoa ra họ còn nói rất là giỏi tiếng Anh. Mình sẽ ghé vào đây ăn thử ở cái nhà hàng nhỏ nằm trên khu Chinatown. Nhưng mà rất là đông nha. I can a little bit. Mình order món mì Singapore và món sủi cảo, hải cảo gì đó. Bên trong có nhân tôm. Chai mình order mì Hồng Kông. Bây giờ tụi mình ăn cái này là con tôm này, nó nằm ở bên cái dĩa mì Hồng Kông của bạn trai mình. Bạn trai mình không ăn được hải sản, order mì Hồng Kông với lại gà. Cái chị phục vụ ở đây nha, kiểu như khách đông nó phải chạy vội quá đó, nó mang ra tôm à. Anh trai mình cho mình ăn tôm, anh trai mình ăn được không, mất công lọc tiền đó. Ở đây mình sẽ kêu là 94 đồng 90 Singapore. Nhiều quá ăn không nổi. Mấy bộ đồ mà sườn xám ở Singapore 30 đồng, 48 đồng.
Ở đây là chùa của đền thờ của người India, là người Ấn Độ. Nó nằm trên khu Chinatown. Mặc đồ kính mới được vô, giống như mình như vậy là không có được vô rồi. Ok. Wow, for best bar. Yeah. How much? How much? 3 for 10. Yeah. Mình sẽ mua Doraemon này, mình rất là thích. For you one. Really? No, no, no. You can choose 3. 3, 10. Oh, that's 11. Nice. No, only one. Enough. And one is 3.90. Ba cấp lưng cho cái hộ chiếu đó là 10 đồng Singapore. Thank you. Đây mình mua. Ở đây là quà lưu niệm từ Singapore. Nó có xem hết video của mình. Mọi người thích bấm đăng ký kênh, like, chia sẻ cho mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Mình sẽ show nhiều nơi cho mọi người xem.